Chuyện thiếu nhi, kiến và châu chấu. Trên một đồng cỏ, có một đàn kiến sinh sống. Dưới ánh nắng mùa hè ấm áp, đàn kiến siêng năng đi tìm kiếm thức ăn để đem về tổ của mình. Có chú mang trên lưng một miếng xúc xích, có chú thì mang một mẩu phô mai, có chú lại vác vài quả trái cây thơm ngon. Cả đàn kiến đều tất bật dự trữ thức ăn cho mùa đông. Ở gần đó, có một con châu chấu đang nằm thảnh thơi ca hát và kéo đàn. Nó vô tư tận hưởng ánh nắng hè ấm áp, ăn những ngọn cỏ xanh non và uống những giọt sương động trên lá. Nó nghĩ thời gian còn rất nhiều và không vội gì phải chuẩn bị thức ăn cho mùa đông. Những con kiến vẫn miệt mài tìm kiếm thức ăn để tha về tổ. Dù trời nắng nóng và rất mệt, chúng vẫn không bỏ cuộc. Trong khi đó, con châu chấu vẫn rong chơi và ca hát. Nó cười nhạo khi thấy con kiến vất vả cả ngày để mang một hạt thóc về tổ. Nó nghĩ rằng mùa hè rất đẹp, tại sao không tận hưởng cuộc sống? Nó nghĩ rằng mùa đông còn lâu lắm mới đến. Nhưng khi mùa đông đến, con châu chấu không còn gì để ăn, nó phải lết đến tổ của con kiến xin ăn. Con kiến tức giận vì châu chấu đã cười nhạo mình trong suốt mùa hè và không chịu đi kiếm thức ăn, chỉ biết rong chơi, nên kiến không cho châu chấu một chút thức ăn nào. Khi bên ngoài trời đông giá rét, tuyết phủ trắng xóa, đàn kiến vui vẻ ngồi bên bếp lửa ấm ở trong hang của mình. Đàn kiến ngồi nhấm nháp thức ăn mà chúng đã vất vả tích trữ trong suốt mùa hè. Bên ngoài trời, gió lạnh rít từng cơn. Châu chấu đang ngồi co ro dưới một tán cây. Châu chấu cảm thấy rất lạnh và đói. Nó không biết nó có chống chọi qua nổi mùa đông khắc nghiệt hay không. Châu chấu vô cùng hối hận vì nó chỉ biết rong chơi trong suốt mùa hè mà không biết lo tích trữ thức ăn cho mùa đông khắc nghiệt.